Duyên lắm anh em ơi, hôm nay lên cho anh em hai em. Hôm nay sếp em lên cho anh em hai em, một em là cúp én và một em là cúp 78 ha. Thì đầu tiên đi thì sếp em sẽ review cho anh em. Em cúp én này, em này thì nói chung là zin, sơn zin còn rất là đẹp ha. Đuôi sườn gì mình sẽ quay chi tiết cho những anh em ở xa xem. Thì xe này thì đúng ra là nó rất là dễ thương, từ giá cả tới xe luôn, dành cho anh em nào mà hoài niệm ha. Nói chung chỉ có mười mấy triệu thôi là hoài niệm nè, ký ức nè ha, tuổi thơ của mình. Đây quay sát ở đây cho anh em ở xa xem em cúp én này. Đó. Em này thì niền, nói chung là dốt dốt, nói chung là sơn zin nó dốt dốt nha. Đuôi như anh em thấy nè, đuôi zin hết nha, cái này là zin hết, sơn zin. Niền câm cũng vậy luôn, niền câm cũng vậy luôn, nhưng mà niền câm thì hơi xấu. Quay vô đây cho anh em xem, quay vô cái kẻ này cho anh em xem. Đó, niền thì hơi xấu nha, tại vì zin hãy đúng ra mình thay cũng được nữa, nhưng mà để vậy thì nó giá trị hơn à, anh em ha. Gấp cuộn cạch te, chung là xe này là zin hết. Và chỉ có cái bô nè, cái bô là bô Thái nè, bô là bô Thái ha, bô là bô Thái. Còn ngoài ra thì sườn cốp, rồi nắp nồi, nắp cá, bình xăng con là zin hết, bẩn zin luôn. Do bẩn zin này thì có bể rồi. Nay shop em quay cho anh em xem là những cái nào zin, lúc nào bên shop em cũng vậy hết, anh em thấy ha. Cái nào zin thì mình báo zin, cái nào mới thì mình báo mới, mình không báo bậy bạ, nên em ở xa yên tâm ha. Mà mình sẽ cố gắng quay chi tiết cho những ông chú, những ông anh ở xa. Và xe này thì có cái giá trị sưu tầm, hoài niệm anh em nha. Rất là dễ thương, cái dáng én rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì ngày hôm nay á, thì shop em lên sóng cho anh em hai em. Một em cúp én, nói chung là đồ zin khá, sơn zin rồi niền câm máy. Còn em bên kia, em 78 bên kia thì được dọn rồi, được dọn phong cách, phong cách hơi mạnh mẽ nha, một phong cách màu hồng, hồng cánh sen mới chịu nha anh em. Đây ha, giờ mình quay cái bẩn đi, giờ mình quay cái bẩn án cho anh em xem đi. Bẩn án có bể nha, có bể. Đây những vị trí bể nè, đó đây. Thì những anh em chơi xe thì biết rồi, cái zin của theo năm tháng thì không thể nào mà không bể được thật sự đó. Còn lên đây, lên đây, di động, đồng hồ, cùm đồng hồ là chạy được nha, hoặc đồng hồ là đang hoạt động bình thường, lên xuống ngon lành anh em nha. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ ha, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết. Cái kiến cũng còn zin luôn nha, cái kiến cũng là zin luôn nha anh em, cái kiến cũng là zin luôn. Càng lớn rồi, càng này thì càng mới, cái càng này thì càng mới anh em ha. Đó, zin hết, di đông cùm. Đây quay sát đây cho anh em xem cái kiến zin nè. Hầu như là xe này là hình như là lâu lắm rồi mình mới thấy cái kiến zin, lâu lắm rồi mình thấy kiến đam zin. Trước giờ thì nói đúng ra thì những cái chiếc cúp đó, giờ thì mình toàn là gắn kiến Thái thôi ha, thì ít lắm, lâu lắm mới được gặp kiến zin. Còn đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Quay mặt nạ trước cho anh em xem, quay mặt nạ trước cho anh em xem ha. Mèo zin nè, mắt mèo zin, mặt nạ zin, sơn zin anh em xem nha, sơn zin hết nha, sơn zin hết. Đây đó, rất là nhiều anh em dặn shop em. Thì ngày hôm nay thì mình quay cho những anh em ở xa xem, và shop em cũng xin báo giá luôn. Em này là biển, em cúp én là biển số 92 5721, và giá của em đó là 16.500.000 ha, 16.500.000, giá cực kỳ dễ thương. Để mình quay đít này qua cho anh em xem cho nó rõ ha, quay qua đó, bên đây thì ngược sáng sợ anh em xem không rõ đó. Qua này ha, xe rất là liền, rất là liền đồ nha, xe rất là dễ thương. 16.500.000. Gấp cạc te là zin hết anh em ha, gấp cạc te rồi nắp cá, bình xăng con, bình xăng con anh em nha, bình xăng con là nói chung là zin hết. Sườn cũng vậy luôn, sườn là không có đụng chạm gì hết, nói chung là nó sơn zin còn hết anh em nha, còn rất là đẹp, xe còn rất là đẹp luôn. Thì xe này thì có giá trị sưu tầm rồi. Thì những anh em nào mà nếu mà hỏi là Quân ơi sao mà xe bán mà không thay cực niền, tại vì anh em biết sao không? Tại vì niền là niền zin, thay thì dễ rồi, thay thì dễ rồi, nhưng mà quan trọng là còn cặp niền zin hay không thôi. À, niền và câm luôn, niền và câm luôn nha anh em, rất là đẹp. Đó. Mình bán xe lúc nào mình cũng quay rõ ràng cho anh em từ giá cả,
tới số khung, số máy, biển số thì shop em quay rất là rõ ràng cho anh em ha. Máy móc xe thì mấy những cái chiếc xe này thì anh em yên tâm rồi, bao thì thầm, bao thì thầm đó, những tất cả zin, cần số, nói chung là gấp, te, ha, cốp, đuôi. Với những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265, anh em ha, cúp án 50. Xe thì dành cho học sinh đi học cũng được nè, đi chơi, đi cà phê hay là để trưng bày đều được hết ha. 16.500.000, một cái giá cực kỳ dễ thương cho một cái giá trị sưu tầm hoài niệm nha. Mấy cái chụp này là zin hết nha anh em, qua đây quay cho anh em xem nè. Mấy cái chụp chụp xi nhan nè, rồi chụp lái nè, là zin hết ha. Đây là zin hết, cái này có bảo vệ này chế à, không, cái này người ta gia cố lại. Chứ giờ mấy cái này ít nói chung là cũng có nhưng không phải là không có, nhưng mà rất là ít. Đây là zin theo xe, nắp chụp lái nè, rất là đẹp ha, có giá trị hoài niệm. Rồi bỏ em này qua một bên, quay cho anh em xem chiếc 78 ha. Quay cho anh em xem chiếc 78. Em 78 này thì được dọn với phong cách là màu hồng ha, được dọn sạch sẽ, xe được dọn sạch sẽ đó. Anh em nào mà chơi thích xe dọn, thích sạch sẽ, thích sáng sủa thì chơi em này. Em này thì giá cực kỳ dễ thương rồi, em này chỉ có 11.800.000 thôi anh em nha, 11.800. Để mình gắn cái này lên nhìn cỡ lịch sự. Ủa cái này chân 10 ly hả? Một cái này 8 ly, cái này 10 ly đâu gắn được, cái này 10 ly mà. Rồi bỏ qua. Rồi thì bây giờ thì shop em sẽ quay cho anh em luôn một em cúp 78, em màu hồng, hồng nguyên xe luôn, từ tới cái yên cũng có hồng luôn. Thì em này thì 11.800.000, em này là biển số 67 An Giang anh em nha, biển số 67 An Giang, màu hồng ha. Thì xe này thì được dọn phải nói là sạch sẽ từ trong ra ngoài. Xe này thì được chủ xe người ta dọn, người ta chơi ha, giờ ta không chơi nữa thì người ta chia sẻ cho anh em. Xe này thì niền câm đẹp nha. Và cái quan trọng những cái chiếc xe cúp của bên shop em á, là mình mua xe là sườn phải đẹp, đuôi là không có mục mọt gì hết nha, sườn rất là đẹp ha, niền câm sạch sẽ sáng sủa. Đây niền câm sạch sẽ sáng sủa nha đó, đùm vàng chân sơn là đẹp tuyệt vời hết đó. Điện đèn càng thì full chức năng đầy đủ ha, và cái giá của em nó cũng cực kỳ tốt luôn, chỉ có 11.800 thôi. Nếu mà tính mà thật sự mà nói với anh em á, nếu mà mình dọn con xe thì nó rất là nhiều tiền. Cái này là được chủ trước á, người ta chơi rồi, người ta để lại, người ta chia sẻ lại cho anh em chơi ha. 11.800 quá dễ thương, từ máy móc, điện đèn càng đầy đủ hết ha, từ máy móc. Để mình test luôn, để mình test luôn cho anh em xem luôn ha. Điện đèn càng thì đầy đủ hết, không thiếu gì hết, đầy đủ. Biển số 67 An Giang, hình như là xe này thì đi chủ xe đi cặp vỏ nhỏ nè, cặp vỏ nhỏ nha, niền trước cặp vỏ nhỏ rất là đẹp ha, rất là đẹp, niền câm sạch sẽ, vỏ cũng ok lắm. Vỏ này thì vỏ mới rồi, thì anh em nhìn những cái gai này thì anh em biết rồi ha, còn rất là mới ha, niền câm sạch sẽ, có những cái chỗ này bị hơi bị chày chày nè đó, có làm sao thì mình quay vậy cho anh em nha, để khi mà về tới anh em á, thì khi mà mình quay làm sao á thì về tới anh em là nó như vậy, không có bậy bạ, và mình cũng không có lúc nào cũng giá cả rõ ràng ha, giá cả rõ ràng nè, quay chi tiết xe nè, lúc nào mình cũng quay chi tiết từ số khung, số máy hết, quay cho anh em xem đó, lúc nào mình cũng quay rõ ràng cho anh em hết. 11.800.000, những anh em nào mà có ở trong Sài Gòn có muốn xem xe, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265. Dễ thương lắm anh em, xe dễ thương, nói chung là máy móc, từ máy móc tới điện đèn càng là đầy đủ hết, về là chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Anh em nào mà đưa mua cho mấy đứa em đi học hay là mấy bà chị thì em này là du lịch luôn. Về tại vì biết không, về là mình không cần phải làm gì hết, về là mình đổ xăng vô mình chơi thôi ha. Em này thì 11.800.000, còn em này
là 16 năm anh em nha. Hai em thì tùy sở thích và tùy theo anh em. Những anh em nào mà thường hay dặn én á, thì shop em á, thì xem em này. Em này thì quá tuyệt vời rồi. Em này thì dành cho những anh em nào mà sưu tầm hay là để ngắm gì đó thì em này là quá ok. Còn anh em nào mà có mấy đứa em đi học hay là anh em đi cà phê gì đó, trưng bày hay là gì thì em này. À, em này thì tươi trẻ, giống như một em thì tươi trẻ, một em là già cội vậy. À, 11 triệu 800, 16 triệu 500. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.